Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin hôm nay. Rất vui vì có thể đem đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Phùng Thiểu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đang chiến tranh lạnh căng thẳng, nguyên nhân sâu xa liên quan đến bố mẹ chồng. Suốt thời gian qua, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong liên tục bị đồn gặp trục trặc. Trang Sohu ngày 3 tháng 4 có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung khi trích dẫn tiết lộ của một blogger về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiểu Phong. Không giống như nhiều kỳ vọng, hiện tại cả hai vợ chồng đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Nguồn tin cho biết, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong đang có một cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng, nguyên nhân được cho là vì tài tử họ Phùng đã thành lập công ty riêng và ký kết hợp đồng với một số nghệ sĩ nữ. Mối quan hệ giữa anh và các gã cưng dưới trướng rất thân thiết, điều này đã khiến mỹ nhân Sở Kiều Truyền vô cùng tức giận. Không dừng lại ở đó, blogger này cũng cho hay bố mẹ của Phùng Thiểu Phong tỏ thái độ bất mãn với cô con dâu, thường xuyên nói xấu cô. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt. Đáng chú ý, trước đó Triệu Lệ Dĩnh từng được bắt gặp trở về Thượng Hải thăm chồng con, vậy nhưng tài tử họ Phùng lại tới khu vui chơi đua xe, không có thái độ chào đón ân cần bên bà xã. Đặc biệt là khi cả hai vợ chồng đang vướng vào tin đồn ly hôn, hành động bơ vở của ông xã Triệu Lệ Dĩnh khiến các fan đứng ngồi không yên. Về những vấn đề liên quan đến hôn nhân, trước đây Phùng Thiểu Phong tỏ thái độ gay gắt, thậm chí ra cả thông cáo báo chí, dằn mặt các bên tung tin đồn nhảm. Tuy nhiên với lần vướng lùm xùm này, cả hai vợ chồng đều không có thái độ phản ứng rõ ràng.